hòa chung khí thế tưng bừng của cả nước chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Hôm nay tại Cát Bỏ, Nam Trà My long trọng tổ chức Đại hội bất thường nhiệm kỳ 2014-2018 của Hội Quế Trà My, tiến tới thành lập Hội Sâm Ngọc Linh và Quế Trà My. Đại hội bất thường nhiệm kỳ đại hội nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn và các sở ban ngành tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội, ngày 26 tháng 9 2014 tại huyện Bắc Trà My, Đại hội Quế Trà My lần thứ nhất đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Hội Quế Trà My ra đời đáp ứng được niềm tin, tình cảm của bà con các dân tộc ở vùng Quế, Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn. Trong hơn nửa nhiệm kỳ, Hội Quế Trà My đã thực hiện các chương trình công tác mà nghị quyết đại hội lần thứ nhất đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém. Trong báo cáo của đại hội sẽ nói rõ hơn về đề này. Ngày 5 tháng 5, 2018, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ giữa Ủy ban tỉnh Kon Tum và Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam. Đây là một sự kiện có ý nghĩa to lớn, xác nhận giá trị vô giá của sâm củ Ngọc Linh, là niềm vui hạnh phúc của người trồng sâm, người sản xuất, buôn bán các sản phẩm liên quan đến sâm củ Ngọc Linh. Và sâm của Ngọc Linh bây giờ chính phủ tức là công nhận là tài sản quốc gia và nói tên nó là sâm Việt Nam. Được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh, các ngành liên quan, chuyên môn của tỉnh, công tác chuẩn bị cho đại hội thực hiện khẩn trương, chu đáo từ năm 2017. Sau khi có chủ trương của Ủy ban nhân tỉnh về việc cho phép Hội Quế Trà My tiến hành đại hội bất thường để thành lập Hội Sâm Ngọc Linh và Quế Trà My, mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình chuẩn bị đại hội, nhưng nhờ sự nỗ lực nhiệt tình của các vị trong ban chấp hành, ban thường vụ Hội Quế, có sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ban ngành chuyên môn của tỉnh, của các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn và một số doanh nghiệp, nên công việc liên quan đến đại hội đã hoàn tất, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức đại hội. Hội Sâm Ngọc Linh và Quế Trà My là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức của Việt Nam hoạt động trong các trong lĩnh vực trồng, khai thác, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế ở địa phương và các lĩnh vực liên quan khác, nhằm phối hợp các hoạt động của hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hợp tác phát triển kinh tế từ sản phẩm sâm núi Ngọc Linh và Quế Trà My, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Đại hội chúng ta thời gian có một buổi, nhiều nội dung cần thực hiện. Đề nghị các đại biểu đại hội với tinh thần trách nhiệm của mình đóng góp cho thành công chung của đại hội. Ngày hôm nay, đại hội sẽ bầu ban chấp hành mới của Hội Sâm Ngọc Linh và Quế Trà My và Ủy ban kiểm tra của hội, thảo luận và thông qua các văn bản của đại hội. Một lần nữa thay mặt đoàn chủ tịch chúc quý vị đại biểu, chúc các vị hội viên sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội bất thường Hội Quế Trà My. Trân trọng cảm ơn. Về tổng kết hoạt động Hội Quế Trà My, thứ nhất là về công tác tổ chức và hoạt động của hội. Ngày 3 tháng 6 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định 1713 về việc cho phép thành lập Hội Quế Trà My. Hội Quế Trà My là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được
Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực hoạt động của hội. Đại hội thành lập Hội Quế Trà My lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019 đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 9 năm 2014 tại huyện Bắc Trà My. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ 2014-2019, điều lệ hội và tiến hành bầu ban chấp hành Hội Quế Trà My khóa 1 nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 19 ủy viên. Tại phiên họp lần thứ nhất của ban chấp hành đã tiến hành bầu ban thường vụ hội gồm 5 ủy viên. Ông Đinh Mước, nguyên trưởng ban dân tộc Quảng Nam giữ chức vụ chủ tịch hội. Ông Nguyễn Quân, hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Quảng Nam giữ chức phó chủ tịch thường trực. Và ông Nguyễn Văn Nghĩa, hiện là phó giám đốc công ty Hương Quế Hùng Dũng giữ chức vụ phó chủ tịch. Tại phiên họp này cũng đã tiến hành bầu ban kiểm tra hội gồm 6 ủy viên, trong đó có một trưởng ban và một phó ban. Đến nay, hội vẫn tiếp tục duy trì hoạt động tại trụ sở chính ở 222 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Theo chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam tại công văn số 3884 ngày 8 tháng 6 năm 2017 về việc tăng cường quản lý chất lượng sâm núi Ngọc Linh, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương làm việc với Hội Quế Trà My để bổ sung nhiệm vụ và thành lập Hội Sâm núi Ngọc Linh và Quế Trà My, hoàn chỉnh phương án và tham mưu Ủy ban dân tỉnh ban hành quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh cho sản phẩm sâm cũ. Tiếp đó, ngày 9 tháng 3 năm 2018, Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 1144 về việc cho phép Hội Quế Trà My đại hội bất thường và chỉ đạo hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban dân các huyện và các ngành có liên quan tiến hành tổ chức đại hội bất thường để đổi tên Hội Quế Trà My thành Hội Sâm núi Ngọc Linh và Quế Trà My tỉnh Quảng Nam. Về công tác phát triển hội viên mới, hội có tổng cộng 159 hội viên, trong đó hoạt động trên địa bàn xã là 145 người, hoạt động trên địa bàn huyện là 5 người, hoạt động trên địa bàn tỉnh là 9 người. Hội viên chuyên trách là một đồng chí, đó là đồng chí Đinh Mước, chủ tịch hội. Hội không có bộ máy chuyên trách, không có thư ký làm công tác văn phòng, không có kế toán. Điều hành các hoạt động của hội chủ yếu là chủ tịch hội cùng với sự hỗ trợ của các cán bộ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Về kế toán hội thì công ty cổ phần dịch vụ thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam hỗ trợ một cán bộ kế toán kiêm nhiệm. Về công tác thông tin truyền thông, công ty cổ phần dịch vụ thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam hỗ trợ một cán bộ phụ trách trang web của hội. Ngày 5 tháng 7 năm 2017, Ban chấp hành Hội Quế Trà My có nghị quyết số 01 về việc đổi tên Hội Quế Trà My thành Hội Sâm núi Ngọc Linh và Quế Trà My Quảng Nam, tổ chức đại hội bất thường bổ sung chức năng nhiệm vụ của hội. Hội đã tiến hành phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban dân huyện Nam Trà My, Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam, Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh sâm Ngọc Linh tham gia vào hội. Kiện toàn ban chấp hành hội theo hướng bổ sung thêm các thành viên thuộc các địa phương, đơn vị có các hoạt động liên quan trên các lĩnh vực liên quan đến cây sâm Ngọc Linh. Đến nay đã vận động được hơn 30 hội viên cá nhân và 10 hội viên tập thể đăng ký tham gia. Thứ ba là hỗ trợ hội viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tiến hành kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm quế vỏ tại một số thôn của xã Trà Len, Nam Trà My, nơi có những vườn quế gốc Trà My lớn, nhiều cây có đường kính 30 đến 40 cm và độ tuổi từ 15 đến 20 năm trở lên, làm cơ sở cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp phép quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Quế Trà My. Đến nay thì cấp cho một doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Trà My và 7 hộ sản xuất. Hội đã cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban dân huyện Nam Trà My và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quế Trà My xây dựng gian hàng quảng bá giới thiệu sản phẩm Quế Trà My tại Trường Xuân, Tam Kỳ và quảng bá sản phẩm Quế Trà My tại thành phố Đà Nẵng. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng hệ thống nhận diện túi lọ đựng sản phẩm,
hoàn thiện hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh quế, phối hợp với công ty Tây Hương Quế khảo sát vùng quế Trà Lan, phục vụ chế biến các sản phẩm từ quế để nâng cao chuỗi giá trị của quế Trà My. Phối hợp với đoàn Nhật Bản khảo sát vùng quế ở Trà Dơn, Trà Lan để phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm quế, làm việc với đoàn Úc bằng việc hợp tác thu mua, chế biến và cung cấp quế Trà My. 4 là về công tác đào tạo, tập huấn và công tác khác. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn, công tác hội, quản lý, theo dõi, hướng dẫn và kiểm soát quy trình canh tác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý quế Trà My cho hội viên tại Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My. Tổ chức chuyến khảo sát vùng trồng quế xã Phước Thành, huyện Phước Sơn. Bước đầu có thể đánh giá khả quan về trữ lượng quế hiện còn. Tuy nhiên, tại đây bà con cũng mong muốn có cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển và tiêu thụ thuận lợi các sản phẩm từ quế Trà My để bà con trồng quế an tâm về giá cả, thị trường, phòng trừ dịch bệnh, vân vân. Hội viên Hội Quế Trà My đã tham gia nhiều ý kiến xác đáng, nghiêm túc, đóng góp xây dựng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, bà con trồng quế, đề xuất góp ý cho quy hoạch phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tham gia góp ý cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My giai đoạn 2017-2025. Đánh giá chung, Hội Quế Trà My ra đời khi bản thân cây quế Trà My không còn chỗ đứng trên thị trường như những năm 80 của thế kỷ trước. Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của các ngành từ tỉnh xuống cơ sở đã giảm sút. Bản thân người trồng quế hoang mang, không còn mặn mà với việc trồng và phát triển cây quế Trà My. Quế ngoại lai du nhập dẫn đến sự hỗn giao, pha tạp, làm cho quế gốc Trà My ngày càng xuống cấp. Một bộ phận người buôn bán thiếu trung thực, o ép giá với người dân để thu mua với giá rẻ mạt. Điều đáng lo ngại hơn nữa là trữ lượng quế gốc Trà My hiện còn rất ít, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất hàng hóa lớn nếu không được bảo tồn và phát triển một cách tích cực trong những năm đấy. Hội Quế Trà My đã tiếp nhận được nhiều thông tin về quế Trà My của rất nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm cả trong và ngoài nước. Qua đó có thể khẳng định một điều là Cao Sơn Ngọc Quế không bao giờ mất danh tiếng. Điều quan trọng còn lại là chúng ta làm cách nào để bảo tồn và phát triển, phát huy được giá trị vốn có của nó. Nhận thức về công tác hội chưa được sâu sắc từ ban chấp hành đến hội viên, từ đó dẫn đến hạn chế trong tổ chức, điều hành và thành lập hội, chưa chú trọng đến định hướng và nội dung hoạt động. Một số tổ chức và cá nhân kinh doanh quế chưa nhận thức được mục đích, ý nghĩa của việc được bảo hộ chỉ dẫn địa lý Trà My đối với sản phẩm quế vỏ nên chưa tự giác tham gia. Với đặc điểm của một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hội viên chủ yếu là ở cơ sở, các thành viên ban chấp hành, ban thường vụ cũng cư trú làm việc nhiều nơi nên rất khó khăn trong việc triệu tập hội họp hoặc tham gia các hoạt động của hội khi cần có sự tham gia của nhiều thành viên để quy tụ được trí tuệ, ý chí của tập thể đảm bảo các nguyên tắc được quy định trong điều lệ hội. Hoạt động của hội chưa thực sự là một tổ chức hoạt động nghề nghiệp, chưa thể hiện đúng là tổ chức tự nguyện thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của cây quế Trà My. Hội còn chưa theo sát với thực tiễn và chưa nhận được nhiều những chia sẻ cũng như tâm tư nguyện vọng khó khăn vướng mắc trong sản xuất của hội viên. Nguồn kinh phí hoạt động rất là hạn chế, lúng túng trong việc huy động các nguồn lực chỉ dựa vào hỗ trợ của nhà nước hàng năm. Thứ hai là về phương hướng nhiệm vụ của Hội Sâm Núi Ngọc Linh và Quế Trà My nhiệm kỳ 2014-2019. Căn cứ Nghị định số 45 ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội, Nghị định 33 ngày 13 tháng 4 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 45, Hội Sâm Núi Ngọc Linh và Quế Trà My nhiệm kỳ 2014-2019 định hướng triển khai các nhiệm vụ như sau. Một là về công tác tổ chức. Tổ chức đại hội thành lập, tức là đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2019 nhằm kiện toàn tổ chức, thông qua dự thảo điều lệ hội, bầu ban lãnh đạo và thông qua phương hướng hoạt động hội nhiệm kỳ 2014-2019. Cơ quan lãnh đạo của hội gồm ban chủ nhiệm hội, ban thường vụ,
ban kiểm tra giám sát, các ban chuyên môn giúp việc của hội, phân công nhiệm vụ công việc cụ thể cho ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra giám sát và các ban chuyên môn khác của hội, xây dựng và phát triển đội ngũ hội viên làm nòng cốt của hội. Trên cơ sở mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến và kinh doanh quế Trà My, sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh để phát triển các tổ sản xuất ở các địa phương, tạo thành mạng lưới của hội ở cơ sở để phát huy lợi ích ngành nghề cho hội viên. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về tôn chỉ, mục đích của hội nhằm thu hút hội viên tham gia, đồng thời tạo dựng hình ảnh của hội để phục vụ công tác quan hệ đối ngoại, hợp tác với các tổ chức cá nhân có liên quan, đem lại lợi ích thiết thực cho hội nói chung và hội viên nói riêng. Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng để tập huấn về công tác hội cho đội ngũ cán bộ của hội, đảm bảo việc chỉ đạo điều hành vừa đạt hiệu quả cao, vừa đúng quy định của pháp luật hiện hành. Về hoạt động chuyên môn, thông qua các mối quan hệ để tranh thủ sự giúp đỡ, chia sẻ các dự án liên quan đến phát triển cây quế Trà My, sâm Ngọc Linh tại địa phương, tạo kết nối giữa hội, hội viên với các tổ chức cá nhân và thêm nguồn thu nhập hợp pháp cho hội viên. Quản lý, theo dõi, hướng dẫn và kiểm soát quy trình canh tác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý quế Trà My và sâm Ngọc Linh, xây dựng quy chế quản lý nội bộ của hội, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, bộ sổ tay hướng dẫn phân biệt sâm Ngọc Linh với các loại sâm khác và quế Trà My với quế ngoại lai. Phối hợp thực hiện quản lý và kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm cũ và Trà My cho sản phẩm quế. Kiểm soát, giám sát kỹ thuật trong quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh dùng cho sản phẩm sâm cũ và Trà My cho sản phẩm quế của các thành viên của hội. Xây dựng quy trình quản lý, cấp phát, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ, nhãn, bao bì sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý quế Trà My, sâm Ngọc Linh. Liên kết giữa các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý quế Trà My, sâm Ngọc Linh, hỗ trợ, phổ biến, áp dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, chế biến sản phẩm quế Trà My, sâm Ngọc Linh. Quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác sản xuất, tiêu thụ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý quế Trà My, sâm Ngọc Linh. Phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan giám sát quy trình sản xuất sản phẩm sâm cũ mang chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh dùng cho sản phẩm sâm cũ và Trà My cho sản phẩm quế của các hội viên thuộc hội. Tham gia với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh dùng cho sản phẩm sâm cũ và Trà My cho sản phẩm quế. Tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm quế Trà My, sâm Ngọc Linh. Tổ chức showroom, tham gia các hội chợ, triển lãm, quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển danh tiếng và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh dùng cho sản phẩm sâm cũ và Trà My cho sản phẩm quế. Xử lý các vi phạm của các hội viên theo quy định điều lệ hội. Phát hiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh dùng cho sản phẩm sâm cũ và Trà My cho sản phẩm quế. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu cải tiến, in ấn tem nhãn chỉ dẫn địa lý và cấp sử dụng cho một số doanh nghiệp. Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn nguồn gốc và xử lý bệnh tua mực trên cây quế, các bệnh trên cây sâm Ngọc Linh. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá mở rộng vùng chỉ dẫn địa lý Trà My cho sản phẩm quế bỏ tại một số xã của các huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My và Ngọc Linh cho sản phẩm sâm cũ. Phối hợp phát huy các nhãn hiệu bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong ngoài nước cho một số sản phẩm được chế biến từ quế Trà My, sâm Ngọc Linh tại Việt Nam và một số nước dự kiến có sản phẩm xuất khẩu đến sau khi được bảo hộ. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My, Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam, Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My, ban tổ chức phiên chợ sâm núi Ngọc Linh để kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm sâm cũ, quế. Tham gia đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch quản lý, bảo tồn và các dự án bảo tồn phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Về xây dựng quỹ hội,
thu hậu phí do hội viên tình nguyện đóng góp, sau đó kêu gọi hỗ trợ của các tổ chức cá nhân có quan tâm đến hội để gây dựng nguồn quỹ hội ban đầu phục vụ các hoạt động của hội. Thu từ việc sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm sâm Ngọc Linh và quế Trà My từ các hoạt động dịch vụ có thu hợp pháp của hội để trích một phần kinh phí cho quỹ hội. Xây dựng các dự án, chương trình phát triển cho cây quế, cây sâm phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương để tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh, nhận nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế trong nước thông qua các chương trình dự án do hội đề xuất. Thứ tư là quan hệ với các cơ quan nhà nước. Tăng cường quan hệ với các cơ quan nhà nước, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, tranh thủ sự hướng dẫn giúp đỡ của Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Công thương, Ủy ban dân huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn và các cơ quan liên quan khác. Thông qua các mối quan hệ hợp tác, làm việc với các cơ quan của nhà nước, hội thực hiện tốt vai trò người đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về hội theo quy định của pháp luật. Thứ năm là xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức hiệp hội trong và ngoài tỉnh. Xây dựng và tạo mối quan hệ bền vững với các tổ chức hiệp hội trong nước có cùng mục tiêu như Hội Sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum, Hội Quế Văn Yên, Hội Doanh nghiệp các tỉnh, thành trong cả nước nhằm thống nhất hành động, nâng cao hiệu quả hoạt động vì mục tiêu chung là hỗ trợ phát triển thương hiệu sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My. Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài liên quan đến phát triển thương hiệu các sản phẩm từ cây quế Trà My, cây sâm Ngọc Linh. Thứ sáu là về phát triển hội viên. Phát triển hội viên trong từng giai đoạn phải đảm bảo về lượng và chất phù hợp với sự phát triển ở từng giai đoạn theo phương hướng của hội. Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Quế Trà My và phương hướng nhiệm vụ Hội Sâm Núi Ngọc Linh và Quế Trà My nhiệm kỳ 2014-2019. Kính mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa của các cấp, các ngành để hội phát huy hơn nữa ưu điểm, khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ do đại hội đề ra. Xin trân trọng cảm ơn.